Hiện nay trên địa bàn huyện có 74 lô đất lớn với tổng diện tích 43,8 ha, trong đó có 11 lô đất lớn có diện tích hơn 1 ha, 16 lô có diện tích hơn 0,5 ha và 47 lô có diện tích dưới 0,5 ha. Đây là quỹ đất đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng bao gồm mặt bằng sạch, đường giao thông thuận lợi, hệ thống điện, thoát nước tại khu vực đảm bảo đủ các điều kiện được kêu gọi xúc tiến đầu tư. Theo quy hoạch, Hòa Vang được xác định là trung tâm mới của thành phố Đà Nẵng với trung tâm dịch vụ công nghệ cao tại khu vực Tây Bắc thành phố, trung tâm thương mại dịch vụ gắn với ga đường sắt mới, đặc biệt một số dự án khu đô thị sinh thái đang triển khai đầu tư, tạo nên cụm đô thị sinh thái lớn nhất hiện nay tại thành phố Đà Nẵng. Với tiềm năng của mình, Hòa Vang có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn, tạo cú hích mạnh mẽ để bứt phá. Riêng đối với Hòa Vang thì như chị biết đấy là một cái địa phương mà gọi là phát triển sau cùng. Đấy, sẽ còn rất là nhiều cái dư địa đủ để có thể là quy hoạch cũng như là kêu gọi những cái nhà đầu tư mà trong cái nghị quyết về cái gì đặc thù của nói đấy là nhà đầu tư chiến lược. Thì chính những cái nhà đầu tư chiến lược á, thì họ sẽ chính là những con chim đầu đàn. Đấy, sẽ dẫn dắt cái sự phát triển của Hòa Vang trong cái câu chuyện là du lịch cũng như là hạ tầng của đô thị. Thì vì vậy là trong cái thời gian tới đấy thì kể cả là chính quyền Đà Nẵng cũng như là chính quyền Hòa Vang phải nắm bắt thật nhanh để cụ thể hóa cái nghị quyết đó, nó thực sự đi vào đời sống để trong thu hút sớm nhất các nhà đầu tư đến với địa bàn của mình. Hiện trên địa bàn huyện đang triển khai đầu tư 41 dự án ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2023-2030, trong đó có những dự án lớn như khu công viên Bách Thảo, Bách Thú, khu vực Hồ Rồng Xanh Đồng Nghệ, Sungod kết hợp dịch vụ du lịch Hồ Hòa Trung, Sungod kết hợp dịch vụ du lịch Hòa Phú Hòa Dân, khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang. Về phía tập đoàn DHC thì chúng tôi hiện nay cũng đang xúc tiến tìm hiểu và đầu tư, nhất là những cái dự án gắn với sinh thái ở tại Hồ Đồng Xanh Đồng Nghệ, cũng như là các cái mở rộng phát triển du lịch gắn với các cái văn hóa làng nghề ở dọc cái tuyến quốc lộ 14G. Dự kiến đến năm 2025, khu vực đô thị hóa của huyện Hòa Vang sẽ phát triển thành 9 phường gồm Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Dân, Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Châu, Hòa Phước và Hòa Khương. Chỉ còn lại 2 xã là Hòa Phú và Hòa Bắc. Hòa Vang sẽ trở thành đô thị sinh thái có bản sắc riêng và trở thành thị xã vào năm 2025. Nhiệm vụ quan trọng của huyện hiện nay là tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đạt chuẩn đô thị loại 4, song song đó là công tác quản lý đất đai và chuẩn bị dữ liệu hạ tầng phục vụ việc kêu gọi xúc tiến đầu tư.